Đây siêu thị Nhật các bạn. Đây là quầy dụng cụ cầm tay nè, đầy đủ luôn nha, đồ nghề luôn, thấy còn hay nhé bạn. Đi với siêu thị kia mình không có thấy, đây siêu thị của Nhật. Đây cái hay là cái gì nó cũng có mình một chỗ các bạn, đỡ phải đi. Búa nè, đầy đủ loại búa luôn, kiến bảo hộ nè, đầu băng vít hay cũng mua khoan tường quá hay luôn. Này mấy anh mà đam mê chế đồ là cực phái luôn á. Máy hút bụi nè, đây là đồ dụng cụ cầm tay, khu vực này là ổ khóa. Đây mình thấy phù hợp với mình sửa chữa nhà ra đây là rất là đúng bài luôn. Terrain là xịn quá các bạn, rất là xịn. Mẹ đồng mới bơm nước. Ồ, bán gỗ nữa. Em lắm luôn á. Em mua một cà đôi đi. Anh thích à? Cà đôi này chị
sao gì đó. Mèo mèo mang á. Em á. Ở đây nó đồ đều đồ, đồ sửa chữa nhà cửa đầy đủ luôn á, ra đây mua là không thiếu gì luôn á, rất là rộng nha mấy bạn. Nó là hay luôn. Ô, có cái lớp nữa nè, còn tiếng Nhật không rồi, sản phẩm nó cũng tốt. Đây nó bán có thiếu gì luôn á. Rồi, cảm ơn các bạn ha. Cái nào các bạn ra xem thử coi nhiều lắm, mình quay không hết được.